Tạp chí Công nghệ và Cuộc sống NTV tiếp tục trở lại với quý vị và các bạn để cùng tìm hiểu, khám phá những thông tin đa dạng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chương trình ngày hôm nay sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn sau đây. Khai mạc tuần lễ khoa học và công nghệ quốc gia, cây dù thông minh thu thập dữ liệu mưa, bút vẽ 3D ảo diệu là những tin tức nổi bật kỳ này. Câu chuyện công nghệ sẽ cho quý khán giả hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của camera giám sát và các chuyên gia sẽ giải đáp những câu hỏi về việc sử dụng thiết bị này trong cuộc sống. Cuối chương trình như thường lệ là mục tương tác dành cho khán giả. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với chủ đề khoa học và công nghệ, động lực phát triển nhanh và bền vững, tuần lễ khoa học và công nghệ quốc gia do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức đã khai mạc vào ngày 8 tháng 5 tại thành phố Đà Nẵng. Tuần lễ là cơ hội tốt để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách mới về khoa học và công nghệ, giới thiệu rộng rãi các thành tựu mới của khoa học công nghệ ở trong và ngoài nước, nâng cao nhận thức của xã hội và vai trò quan trọng của khoa học công nghệ với sự phát triển của đất nước. Qua đó, khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của sinh viên, góp phần hình thành và phát triển nhân lực ngành khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần đầu tiên được công bố theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2013, quy định ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chuyên gia John Hood của Đại học Công nghệ Đeo Hà Lan đang lên kế hoạch biến những cây dù nhỏ thành thiết bị đo lượng mưa. Cây dù nguyên mẫu do chuyên gia Hood sáng chế được trang bị cảm biến có khả năng phát hiện những giọt mưa rơi xuống vành vải bạt và gửi thông tin được điện thoại thu thập sang máy tính nhờ kết nối Bluetooth. Chúng ta có radar và vệ tinh, nhưng lại chưa đo được lượng mưa từ mặt đất giống như trước đây, do việc duy trì những máy đo trên mặt đất khá đắt đỏ, BBC dẫn lời tiến sĩ Hood. Do vậy, ông đã nghĩ ra ý tưởng tích hợp cảm biến vào dù, cho phép đo được rung động xuất hiện khi giọt mưa rơi xuống dù. Cảm biến được kết nối với tai nghe Bluetooth của điện thoại thông minh, từ đó chuyển thông tin vào ứng dụng trên điện thoại trước khi đưa toàn bộ vào laptop được chỉ định trước. Theo tiến sĩ Hood thì mỗi thành phố chỉ cần triển khai vài trăm cây dù đo lượng mưa cũng đủ cải thiện khả năng tìm hiểu về tình trạng thủy học đô thị. Với tốc độ phát triển nhanh trên quy mô toàn cầu, mạng lưới chiếm tiền thông qua việc gửi tin nhắn bất hợp pháp tới các đầu số dịch vụ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dùng. Theo Kaspersky Lab, phần mềm giả tạo để nhắn tin SMS đến các đầu số dịch vụ xuất hiện từ năm 2013, đã mở rộng ra hơn 60 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Phần mềm độc hại có nguồn gốc từ Nga này được phát hiện trên hệ điều hành Android dưới dạng Trojan, ẩn danh dưới các ứng dụng xem video có nội dung không lành mạnh. Chương trình này đã chèn thêm mã tự động nhắn tin đến các đầu số dịch vụ tùy thuộc mỗi quốc gia nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản của người dùng. Tại Việt Nam, các đầu số dịch vụ bắt đầu 87 thu phí 15.000 đồng. Đầu số bắt đầu 86 thu phí 10.000 đồng sẽ là cơ sở để mã độc gửi tin nhắn. Sở dĩ người dùng sẽ khó phát hiện sự xuất hiện bởi các phần mềm độc hại này, còn trang bị khả năng kiểm soát tin nhắn nhằm chặn các tin nhắn đến hay nhận lệnh từ các máy chủ từ xa. Tội phạm sử dụng Trojan nhằm nhắn tin SMS đến các đầu số dịch vụ để lấy cắp tiền trong tài khoản trên Android không phải là mới. Tuy vậy, với số lượng biến thể lớn và quy mô rộng, mã độc này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dùng. Với các biện pháp quản lý của Google trong những năm gần đây, các phần mềm độc hại sẽ khó có thể xuất hiện trên kho ứng dụng của Google Play. Thay vào đó, khi truy cập những website không rõ nguồn gốc, người dùng sẽ được gợi ý tải về và cài đặt các phần mềm chứa Trojan nhắn tin SMS. Hãng Leeds đến từ London, nước Anh vừa giới thiệu một bút vẽ 3D độc đáo. Cây bút này cho phép bạn viết, vẽ trong không trung bằng cách làm tan chảy rồi đông cứng nhựa in. Điều này có nghĩa chỉ trong vài giây, bạn có thể tạo ra những mô hình 3D bằng nhựa dẻo nhờ có chiếc bút của Leeds. Mặc dù sản phẩm của Leeds không phải là bút 3D đầu tiên trên thế giới, nhưng nó lại rất nhỏ, gọn và nhẹ, thay vì kích thước cồng kềnh như các thế hệ tiền bối trước đây. Bút dài 16,3 cm, đường kính 1,4 cm và chỉ nặng có 34,9 g. Thân vỏ làm bằng nhôm với hai màu sắc đen hoặc xám. Nhựa được làm nóng từ bên trong bút ở nhiệt độ 150 độ C. Sau đó nó sẽ đẩy nhựa dẻo ra ngoài. Loại nhựa mà Leeds dùng được chế tạo đặc biệt sao cho đảm bảo yêu cầu dễ nóng chảy mà vẫn đạt độ cứng khi đông lại ngoài không khí. Bạn không thể vẽ quá nhanh với bút Leeds vì nó cần thời gian để nhựa dẻo đông lại. Mỗi cây nhựa dài 10 cm cho phép bạn viết trong 2 phút. Từ tháng 9 tới đây, bút 3D của Leeds sẽ được bán ra thị trường với giá 140 USD, tương đương khoảng gần 3 triệu đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, camera được xem là một trong những phương pháp giám sát thuận lợi nhất cho nhà cửa hoặc nơi làm việc, nơi sản xuất. Đặc biệt, camera đáp ứng nhu cầu đa dạng về một hệ thống quan sát có kỹ thuật cao trong một thế giới có tốc độ phát triển nhanh chóng như ngày nay. Thậm chí với thế hệ camera tân tiến nhất hiện nay, liên lạc qua mạng Internet, nó không chỉ giữ vai trò giám sát bình thường của camera nữa, mà còn là phương tiện để đối thoại trong nhiều sinh hoạt cũng như trao đổi thương mại, giáo dục và giao tiếp. Và một câu chuyện công nghệ kỳ này sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của camera giám sát. Tất cả các camera giám sát sẽ gắn vào đầu ghi hình và sẽ hiển thị trên màn hình quan sát. Các dữ liệu sẽ được ghi hình vào trong ổ cứng của đầu ghi hình này. Tại các phòng quan sát ở các nơi khác nhau cũng xem được hình ảnh của camera quan sát, y như ở phòng quan sát chính. Ta có thể dùng máy tính để kết nối, xem và điều khiển các đầu ghi hình thông qua mạng LAN và Internet. Muốn phóng to một hình ảnh camera giám sát bất kỳ nào thì chỉ cần bấm vào số camera đó trên đầu ghi hình hoặc điều khiển thì camera đó sẽ hiển thị đầy màn hình. Màn hình chính hiển thị nhiều thông tin trạng thái của hệ thống như dung lượng ổ cứng còn bao nhiêu phần trăm, có kết nối qua mạng hay không và nhiều thông tin chi tiết khác. Công nghệ nén hình mới nhất hiện nay là H264 cho hình ảnh sáng rõ và đẹp, đồng thời tiết kiệm dung lượng ổ cứng, chiếm ít bang thông tin khi kết nối qua mạng. Các camera sẽ được lưu trữ nhằm ngăn ngừa sự cố, phát hiện tội phạm, lưu trữ hình ảnh làm tài liệu. Khi kết nối với đầu ghi, tất cả hình ảnh camera giám sát sẽ được ghi và lưu trữ dưới dạng các file JPEG, MPEG-4 và H264 theo định dạng của nhà sản xuất. Bạn có thể chọn chế độ tự động ghi hình khi bật đầu ghi hình. Cài đặt thời khóa biểu ghi hình chi tiết như ý muốn theo từng ngày, từng tuần, từng tháng theo từng camera quan sát. Để tiết kiệm ổ cứng, nhiều người thường dùng các chức năng ghi hình khi có chuyển động, chỉnh được chất lượng hình ảnh và tốc độ chuyển động khi ghi hình. Tùy vào việc cài đặt chế độ ghi hình mà ta có thời gian ghi hình dài hay ngắn và chất lượng hình ảnh cũng thay đổi tùy thuộc vào các chế độ cài đặt này. Ngoài chức năng ghi hình, người sử dụng còn có khả năng chụp lại hình ảnh tức thì và in ra thành báo cáo với đầy đủ thông tin. Không những vậy, camera giám sát còn có chức năng ghi hình trong những tình huống khẩn cấp. Và khi ghi hình đầy ổ cứng, thiết bị sẽ tự động xóa và ghi lại hoặc phát tín hiệu báo. Chức năng dò tìm dữ liệu để phát lại thật thông minh, có thể tìm dữ liệu để phát lại theo ngày tháng và sự kiện. Người quản lý khi ở nhà hoặc khi đi công tác xa hay ở nước ngoài vẫn có thể truy cập vào mạng Internet để lấy dữ liệu đã ghi hình và phát lại dữ liệu đó một cách dễ dàng như đang ngồi ở máy chủ. Với chức năng backup dữ liệu giúp lưu lại hình ảnh một đoạn phim để lưu trữ làm tư liệu lâu dài hay khi xảy ra mất trộm thì đưa cho các cơ quan chức năng hoặc lưu lại để làm tư liệu tham khảo. Lúc backup xong, có thể chép ra đĩa DVD hoặc ổ cứng hay USB hay bất cứ thiết bị lưu trữ nào để lưu trữ lâu dài. Trong lúc phát lại dữ liệu đã ghi hình trong ổ cứng, thì đầu ghi hình vẫn tiếp tục ghi hình và truyền hình ảnh qua mạng. Có thể chọn trên một màn hình vừa hiển thị hình ảnh hiện tại vừa phát lại hình ảnh đã ghi. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay camera giám sát đã trở thành một công cụ an ninh khá phổ biến trong xã hội và nó không còn quá xa lạ hay đắt đỏ đối với người sử dụng. Tuy nhiên, việc lựa chọn camera giám sát cũng tùy thuộc vào nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Và các câu hỏi về vấn đề này, chúng ta sẽ được anh Bùi Bá Việt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Quốc Việt giải đáp cụ thể trong mục tư vấn công nghệ ngày hôm nay. Xin chào anh ạ, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Có một câu hỏi của một vị khán giả ở phường Lê Mau đã gửi đến chương trình, mong muốn được anh tư vấn. Đó là công ty của chúng tôi có văn phòng đại diện điều hành ở thành phố Vinh, tuy nhiên thì phân xưởng sản xuất lại ở huyện Nghi Lộc và tôi cũng thường xuyên phải đi công tác xa. Vậy anh có thể tư vấn cho tôi giải pháp để có thể quan sát cũng như giám sát cái công việc ở xưởng sản xuất của chúng tôi một cách chi tiết nhất. Đối với trường hợp của bạn thì tôi nghĩ bạn nên sử dụng hệ thống camera giám sát. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt một hoặc nhiều camera giám sát được kết nối vào một thiết bị ghi hình. Thiết bị ghi hình này có chức năng lưu trữ dữ liệu và xem hình ảnh trên mạng Internet. Ở địa chỉ bạn cần bạn hãy đi công tác xa, bạn có thể sử dụng máy tính có kết nối Internet hoặc điện thoại thông minh để sử dụng chức năng xem lại hình ảnh trực tiếp tại văn phòng và xưởng sản xuất của mình. Hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều dòng sản phẩm camera để phù hợp với văn phòng của bạn và phù hợp với thẩm mỹ của văn phòng bạn cần lắp đặt. Thì bạn có rất nhiều sự lựa chọn cho sản phẩm của mình.
Một câu hỏi tiếp theo mong muốn được anh tư vấn trong chương trình ngày hôm nay ạ. Đấy là cái vấn đề mà tôi quan tâm nhất hiện nay chính là nguồn điện cho việc sử dụng camera giám sát. Và công suất điện của một hệ thống camera gia đình bình thường sử dụng 24/24 giờ ra sao? Và trong những ngày hè như thế này thì việc cắt điện cũng như mất nguồn điện lưới thì thường xuyên diễn ra. Vậy tôi rất là quan tâm đến việc camera sẽ hoạt động như thế nào và có đảm bảo được tính giám sát thường xuyên hay không? Với một hệ thống camera ra giám sát thông thường cho một hộ gia đình thường lắp đặt là 4 camera và một đầu ghi hình. Với hệ thống như vậy thì nó tiêu thụ vào tầm 60W trên một giờ và tương đương với 24 giờ sẽ tiêu thụ là 1,5 kW. Với giá thành tiền điện hiện nay thì nó rơi vào tầm khoảng 3.000 đồng trên một ngày đêm sử dụng. Với cái giải pháp mà nguồn điện thường hay xảy ra sự cố thì giải pháp sử dụng nguồn điện UPS, tức là ắc quy dự phòng khi xảy ra sự cố mất điện, là giải pháp mà thường là triển khai trong thời gian hiện nay. Thì công ty chúng tôi đưa ra giải pháp UPS có công suất 500 AV, có thể cung cấp từ 2 đến 8 giờ cho hệ thống trong trường hợp là nguồn điện lưới của nhà xưởng bạn đã bị mất. Công ty chúng tôi cũng là cung cấp rất nhiều dòng sản phẩm bộ lưu điện UPS. Bạn có thể là lựa chọn có những dòng sản phẩm với cái công suất lớn hơn, có thể lưu trữ là 24 giờ đồng hồ liên tục. Xin cảm ơn anh Việt về những chia sẻ vừa rồi và Hà Phương cũng hy vọng rằng những tư vấn của anh Bá Việt trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị khán giả sẽ có những thông tin thiết thực nhất về việc lựa chọn và sử dụng camera giám sát. Chúng ta tiếp tục trở lại với những thông tin thú vị trong mục tương tác dành cho khán giả. Ở kỳ trước, câu hỏi của chương trình: theo bạn, muốn hỗn hợp kem từ dạng lỏng trở thành dạng xốp đặc phải trải qua công đoạn nào? Và đáp án đúng là đáp án A, đào để đưa không khí vào hỗn hợp. Và Hà Phương rất vui mừng được thông báo vì khán giả đã may mắn trúng thưởng cho câu hỏi kỳ trước là anh Nguyễn Văn Triều ở địa chỉ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với số điện thoại 0974 102 974. Và câu hỏi kỳ này như sau: theo bạn, khi camera giám sát ghi hình đầy ổ cứng, thiết bị sẽ như thế nào? A. Thiết bị sẽ dừng hoạt động. B. Thiết bị sẽ tự động xóa và ghi lại hoặc phát tín hiệu báo. Quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp CNCS cách X cách Y, trong đó CNCS là mã của chương trình, X là đáp án đúng, Y là số người có cùng đáp án và gửi đến tổng đài 8188. Một vị khán giả may mắn có câu trả lời đúng và lựa chọn số người có cùng đáp án gần đúng nhất sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ VNPT Nghệ An trị giá 1 triệu đồng. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV ngày hôm nay. Xin được cảm ơn VNPT Nghệ An đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mọi thư từ thắc mắc, đóng góp cho chương trình hoặc những câu hỏi về lĩnh vực khoa học công nghệ, quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc gửi thư qua địa chỉ email cungnghiepvacuocsongntv@gmail.com. Địa chỉ Facebook của chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV và đường dây nóng 0383 999 686, và hãy nhớ truy cập vào địa chỉ website truyenhinhnghean.vn để xem lại những chương trình đã phát sóng. Còn bây giờ, Hà Phương xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.